Nết, từ sáng giờ con có thấy thằng Lu ở đâu không? Hả? Không, nó đi đâu ai mà biết trời. Sao kỳ vậy ta? Từ hôm qua giờ nó không về nhà, làm ba lo muốn chết luôn à. Không biết nó có bị chuyện gì hay không. Ai biết, không liên quan cho nên cũng không quan tâm lắm. Mày đang làm gì đó? Đang ngồi ngáp. Ủa, tối qua ngủ không được sao giờ ngáp dữ vậy con? Đúng rồi, ngủ không có được. Sao vậy, có chuyện gì không? Bực bội đủ thứ chuyện à. Là chuyện gì? Ức lắm luôn á. Ức chuyện gì? Tuyển nữ ở Việt Nam thua tuyển nữ Thái Lan trái Balenti thật là ngớ ngẩn. Sao lại ngớ ngẩn? Việt Nam mình đá trái Balenti cuối, sút con thủ môn trái banh dội ngược vô khung thành. Vậy mà con nhỏ trọng tài biên nó đứng kế bên mắt nó lòi hay sao? Nó không chấp nhận cái đó. Con có lưu lại không cho ba coi coi? Có, nó đang phát lại kìa. Đó, thấy không? Ủa, bà thấy nó vô rồi mà Nát. Thì đúng rồi, mà trái đó nó không có tính. Bực à. Đâu còn chiếu chậm lại cho ba coi coi. Được, được, ba coi lại đi nè. Dù trong mùa này đi bạn ạ. Và bên này ngày qua bọn nhân tạng sẽ dù được bảo này ạ. Nó, thấy không, vô rõ ràng luôn. Vậy mà trọng tài nó không tin. Bộ con biết hả, người yêu của nhỏ trọng tài biên là người Việt Nam. Nó mới biện đó bỏ xong cho nên nó ghét á. Không công nhận cái đó là phải rồi. Thiệt bó tay, coi mà tức muốn nổi mụn luôn à. Hai con mắt thăm quần luôn, thấy không, tức mặn mắt thăm quần luôn á. Mày đẻ ra hai bên nó đen từ nhỏ rồi gì mà đổ thừa nữa. Quên, nhưng mà chuyện nổi mụn là có thật, tức quá. Vậy giờ tính sao đi Nát? Thì dẫn ta đi trị mụn đi. À, cuối cùng mày nói tới nói lui là mày cũng vẽ tao dẫn mày đi trị mụn phải không? À, đúng rồi, họ dẫn Nát tới Seoul Spa trị mụn đi. Ở đó trị hiệu quả không? Rất là hiệu quả luôn, cứ dẫn tới một lần đi là biết hả. Nhưng mà hứa trị hết mụn là không được bực nữa hay không? Nát hứa, nhưng mà sau khi trị mụn xong nhớ đưa lại mấy cục mụn cho Nát. Nát chậu vô cái mặt nhỏ trọng tài coi, thấy ghét.